đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, vì chỉ con đường ngay chính mới dẫn đến bình an. Những người trong làng đều đi con đường tắt để đến chợ chiếm được chỗ ngồi tốt hơn, bán được nhiều hàng hơn. Nhưng cha tôi vẫn một mực lựa chọn con đường chính, ngoằn ngoèo và khúc hiệu ấy. Lựa chọn này của cha khiến tôi không thể hiểu được, thậm chí sinh tâm oán hận. Mãi cho đến một ngày, tôi bật khóc vì đã tìm được câu trả lời. Gia đình tôi sống trong một ngôi làng nằm sâu trong một ngọn núi cao. Để đi ra bên ngoài, chúng tôi phải đi qua một con đường núi uốn lượn và gập ghềnh. Người dân trong làng tôi, nhà nhà đều dựa vào hái măng đem bán để trang trải cuộc sống. Cứ đến ngày chợ phiên, người lớn trẻ em ở trong làng đều điệu măng băng qua con đường uốn lượn gập ghềnh đó đến chợ bán. Đáng lẽ ra, tất cả người dân làng tôi mỗi lần xuống núi đều phải đi qua con đường vừa xa vừa uốn lượn như vậy. Nhưng về sau này, một vài người vì để chiếm được một vị trí tốt, dễ bán hàng ở chợ, nên mở ra một con đường tắt gần hơn, nhưng độ nguy hiểm thì cao hơn. Biết là nguy hiểm hơn, nhưng vẫn có nhiều người nguyện ý chọn đi con đường này. Cha tôi cũng giống mọi người dân trong làng, cứ mỗi phiên chợ, ông đều điệu măng đi bán. Nhưng cha tôi chưa từng đi qua con đường tắt ấy. Mỗi đợt nghỉ hè, tôi lại về quê, lên rừng hái măng, đem ra chợ bán cùng cha. Mỗi lần đi trên con đường uốn lượn ấy, trong lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc. Về sau, tôi thường xuyên khuyên nhủ cha. Cha ơi, chúng ta cũng đi con đường tắt kia đi, chẳng phải sẽ nhanh hơn một chút hay sao? Nhưng cha tôi nghe xong, vội vàng lắc đầu, kiên quyết đi con đường cũ. Cứ như vậy, mỗi lần đến chợ, chúng tôi đều tìm được một chỗ không tốt. Những chỗ dễ bán hàng đều bị những người đồng hương đi con đường tắt ngồi mất rồi. Măng của cha con tôi thường bán hết muộn hơn so với mọi người. Vì thế tôi thường sinh tâm oán hận. Cha tôi vẫn vậy, không chút để ý đến nỗi oán hận trong lòng tôi. Và cũng từ đó, câu hỏi vì sao không đi đường tắt mà cứ phải đi con đường uốn lượn xa tích như vậy đã trở thành chỗ mê không thể hiểu nổi trong lòng tôi. Nhiều năm sau, tôi sinh sống ở thành phố, cách quê tôi hơn ngàn dặm. Vì thế, tôi đón cha tôi lên ở cùng. Ngày đi, cha tôi không ngồi trên xe, khăng khăng đòi đi bộ trên con đường uốn lượn ngoằn ngoèo ấy. Tôi đành xuống đi bộ cùng cha, cũng muốn nhân cơ hội này để cởi bỏ khúc mắc trong lòng nhiều năm qua. Tôi hỏi cha, cha, con muốn biết vì sao cha luôn muốn đi trên con đường này mà chưa từng đi trên con đường tắt kia? Cha nghe xong câu hỏi của tôi, lặng im, đứng thật lâu và đưa ánh mắt nhìn về phía trước con đường. Bất chợt, nước mắt cha chảy dài trên má. Rồi cha nói, con trai, bởi vì cha nhất định phải bảo trì sự bình an. Cha dựa vào bán măng để nuôi con khôn lớn, hoàn thành việc học mấy chục năm qua. Cha luôn bình an vô sự. Mấy bác, mấy chú của con đều đi đường tắt. Nhưng con thấy đấy, bác Vương bị ngã gãy tay 2 lần. Măng không biết rơi mất đi bao nhiêu lần. Anh Tư thì bị nặng nhất, một lần ngã lăn xuống núi và mất. Những người thường đi con đường tắt ấy, nào có ai thật sự được bình an vô sự đâu. Những lời nói này của cha khiến tôi lặng đi. Đúng vậy, những người đồng hương đi trên con đường tắt ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều phát sinh nguy hiểm. Cha kéo tôi ngồi xuống bên đường, giọng cha trầm lại nói với tôi. Con trai, con đường này uốn lượn khúc khuỷu nhưng vĩnh viễn là con đường chính xuống núi. Không thể vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà buông bỏ con đường chính của mình. Con đường này là con đường bình an,
đi trên con đường này, cả đời sẽ bình an. Con trai, điều này con phải khắc sâu trong lòng. Cha hy vọng nó sẽ chỉ cho con một con đường. Những lời nói của cha đã khiến tôi bật khóc. Từ con đường gặp gần ấy, tôi cũng hiểu được rất nhiều đạo lý của cuộc đời. Đường đời cũng tựa như con đường núi này, phải trải qua rất nhiều gặp gần khúc khiểu, nhưng phương hướng của nó thì không thể nào sai. Mỗi người đều phải thủy chung đi trên con đường ngay chính, bởi chỉ có đi trên con đường ngay chính ấy thì cuộc đời mới thật sự bình an. Không có con đường tắt nào có thể dẫn ta đến thành công. Chỉ có một thái độ sống tích cực, bền bỉ và chân chính mới đưa ta đến bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Và sinh mệnh chính là một quá trình tích lũy lâu dài và liên tục như thế. Không thể hấp tấp, cũng chẳng thể vội vàng. Vậy nên, đừng vì chút lợi nhỏ mà vội vàng bước chân trên con đường tắt. Hãy lựa chọn cho mình một con đường ngay chính và kiên trì với nó. Bạn nhất định sẽ bình an đi đến đích trong cuộc đời này. Bất luận bạn gặp ai, người đó đều là người cần xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên. Người đó sẽ dạy cho bạn một thứ gì đó. Tục ngữ Ấn Độ nói rằng: một, bất luận bạn gặp ai, đó đều là gặp đúng người. 2. Bất luận phát sinh vấn đề gì, nó đều là việc duy nhất phát sinh. 3. Bất kể sự việc phát sinh lúc nào, đều là đúng thời khắc. Mấy câu thành ngữ này khiến tôi liên tưởng tới điều Phật Thích Ca nói. Bất luận bạn gặp ai, người đó đều là người cần xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối chẳng phải ngẫu nhiên. Người đó sẽ dạy cho bạn một thứ gì đó. Mỗi một vấn đề, một câu hỏi, cuộc sống luôn cho bạn đáp án. Tuy nhiên, điều bạn cần là chờ đợi. Chuyện kể rằng, có một người lữ hành đi ngang qua bờ sông, gặp một người phụ nữ trung tuổi đang lo lắng vì không tìm được cách qua sông. Người lữ hành này dùng toàn bộ sức cùng, lực tận của mình giúp người phụ nữ đó qua sông. Khi qua được sông, người phụ nữ này liền vội vàng bước đi mà không nói một lời nào. Người lữ hành cảm thấy hối hận và cảm giác người phụ nữ này không đáng để mình giúp đỡ. Bởi ngay cả một câu cảm ơn bà ấy cũng không biết. Ai ngờ khoảng hơn một tiếng sau, có một chàng thanh niên trẻ tuổi theo người lữ hành và nói: cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi qua sông, mẹ tôi kêu tôi mang cho anh thứ này. Nói xong, chàng thanh niên đưa cho người lữ hành một ít lương khô và cả con ngựa mình đang cưỡi cũng tặng cho người lữ hành này luôn. Mọi việc trên đời đều có đáp án, quan trọng là bạn cần chờ đợi. Chỉ cần bạn chờ đợi, nhẫn nại, tâm thái an hòa, tất cả mọi thứ bạn cần đều sẽ có. Đợi chờ cũng là cảnh giới của trí huệ, bởi tất cả những gì tốt đẹp và thú vị nhất của cuộc sống này đều được phun bồi từ sự chờ đợi mà ra. Và cuộc đời cũng là như vậy. Tất cả mọi việc ta gặp, đó đều là sự sắp đặt hoàn hảo nhất. Núi có đỉnh, biển có bờ, chiều dài sinh mệnh cũng có ngày chuyển thế, khổ tận thì ắt có cam lai. Mọi thứ đều là an bài, không gì bỏ sót. Ai đó đã từng nói: cái khổ mà hôm nay ta chịu, trách nhiệm mà hôm nay ta phải gánh, nỗi đau mà hôm nay ta trải, sau cùng tất cả sẽ biến thành ánh sáng, thành bình minh chiếu rọi bước chân ta. Có một vị quốc vương rất thích săn bắn. Quốc vương thường cùng với thừa tướng trong triều cải trang thành thường dân vào rừng đi săn. Vị thừa tướng này luôn luôn có câu nói cửa miệng: tất cả đều là an bài tốt nhất. Một hôm, hai người cùng nhau đi săn. Vị quốc vương bắn được một con báo hoa. Sau khi con báo hoa trúng tên bị thương sắp chết, vị quốc vương xuống ngựa định chạy đến thu chiến lợi phẩm của mình.
Ngờ đâu, con báo hoa dùng chút sức lực cuối cùng của mình, bật dậy vồ lấy quốc vương. Vị quốc vương nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng vẫn bị báo hoa cắn vào đầu ngón tay, mất một miếng. Quốc vương gọi thừa tướng đến, dùng rượu rửa vết thương cho mình. Ai ngờ, vị thừa tướng lại nói: "Đại vương hãy nghĩ thoáng đi một chút, tất cả đều là sự an bài tốt nhất." Quốc vương thấy thừa tướng không những không giúp mình trị thương, lại còn nói vậy, nên nổi giận nói: "Nếu như quả nhân đem thừa tướng nhốt vào đại lao, đây cũng là an bài tốt nhất sao?" Vị thừa tướng cười nói: "Nếu như là vậy, thần vẫn tin rằng đó là an bài tốt nhất." Quốc vương nghe vậy lại càng giận hơn, cho người nhốt thừa tướng vào đại lao. Một tháng sau, quốc vương dưỡng thương xong, một mình lại vào rừng săn bắn. Quốc vương đến một nơi thăm sâu cùng cốc trong núi cao rừng già. Đột nhiên xuất hiện một đám người thổ dân. Đám thổ dân nhanh chóng bắt lấy quốc vương đem về bộ lạc. Bộ lạc này có tập tục, vào mỗi ngày trăng tròn trong tháng thì đều xuống núi tìm lễ vật để tế nữ thần của mình. Khi đám thổ dân chuẩn bị đem quốc vương đi hỏa thiêu trên giàn tế, trong lúc quốc vương tuyệt vọng đợi chết, thì họ phát hiện tay quốc vương bị thiếu mất nửa đốt ngón tay. Đây là một lễ vật không hoàn mỹ, sẽ làm nữ thần họ phẫn nộ. Vậy là đám thổ dân thả quốc vương ra và cho về nhà. Quốc vương vui mừng trở về cung bày yến tiệc rồi mời thừa tướng uống rượu. Trong lúc cao hứng, quốc vương nói: "Thừa tướng nói quả là không sai chút nào, tất cả đều là an bài tốt nhất. Nếu như hôm đó tay quả nhân không bị báo hoa cắn một miếng, e rằng mạng này của quả nhân đã không còn rồi." Nói xong, quốc vương nhìn thừa tướng rồi đột nhiên nghĩ ra: "Nhưng mà thừa tướng vô duyên vô cớ bị quả nhân đem nhốt vào ngục hơn một tháng, điều này giải thích sao đây?" Thừa tướng đáp: "Nếu như thần không bị nhốt vào ngục, vậy chẳng phải thần sẽ cùng đại vương đi săn sao? Khi đám thổ dân phát hiện đại vương không thích hợp làm lễ vật, chẳng phải họ sẽ bắt thần thay thế sao?" Quốc vương nghe đến đây không nhịn được, cười lớn và nói: "Quả không sai, tất cả đều là ăn bài tốt nhất." Trời không tuyệt đường của ai bao giờ, câu chuyện này cho ta thấy một đạo lý. Cuộc đời chúng ta đôi khi gặp phải khó khăn, gặp phải hoàn cảnh thật khó mà dung nhẫn, khó mà tha thứ. Nhưng sau khi sự việc qua đi, chúng ta đột nhiên nhận ra rằng mọi sự trên đời đều là an bài tốt nhất. Vậy cần gì phải đau buồn, tự trách bản thân mỗi khi gặp nạn, bởi biết đâu đây lại chính là sự an bài hoàn hảo nhất. Cổ nhân nói: "Trong họa được phúc, mà trong phúc có họa." Cũng chính là ý này. Khi chúng ta gặp khó khăn, gặp trở ngại, không cần phải bi thương, hãy học cách nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, và đặc biệt không nên oán trời trách đất. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng rực rỡ phía chân trời. Cuộc sống muôn màu, cuộc đời muôn sắc, sướng khổ buồn vui chính bởi tại tâm. Hãy dùng tâm thái vui vẻ mà đối diện với mọi việc. Trời cao không vô duyên vô cớ mà an bài bất cứ việc gì đó. Cuộc sống, bất luận chúng ta gặp phải điều gì đó, thì đó cũng là điều ta phải gặp, là chuyện ta phải làm. Ung dung tự tại, an lạc tự thân, hữu cầu mất công, vô cầu tự đắc.